Người nhìn chân ạ, kinh chưa? Đấy, kinh chưa? Đấy. Ui, con này bóng thế. Như này. Loáng luôn. Bắt rắn phải thật nhẹ nhàng luôn rồi. Các bạn cứ làm cho khoảng nó bờ. Có vậy đây mà mình nhìn chưa? Mình chỉ cần hơi sờ vật lên đầu nó cái nó cảm thấy nó không chạy nữa là tấn công. Hello mọi người nhá. Anh em nhận được cuộc gọi của người dân thì báo là ở đây người ta gặp rắn, người ta lấy cốt ta, người ta gặp rắn nhưng mà như thế này. Không biết là người ta đỡ chỗ nào không biết. Có tìm kiểu gì? Ui, một cái đống to anh này tìm kiểu gì? Quả này thì chắc chắn là có rắn rồi nhưng mà không thể tìm được mọi người. Cái đống như này chắc chắn là rắn ở đây mọi người nhá. Quả ở đây một cái đống này quá to. Đây người ta làm công nước đây này, người ta đỡ cái cốt pha, người ta làm công nước đây này. Tôi mới gặp này. Đỡ cái này chắc phải đến ngày kia mới xong mà. Ui, đỡ cái này ra thì không đỡ được đâu. Đây. Này, người nó dày này thì chắc anh em chịu thua rồi. Đinh luôn này. Toàn đinh thì đinh. Đinh không. Đùa. Đinh lắm mọi người, tìm cái này thì tìm sao được kia. Tìm sao được. Nó mà chỗ đấy thì nó có. Gì đem về. Nó đúc ở đấy đấy. Tâm sơn với lại sổ sơn. Này thì anh em đến chịu không? Này chịu thật. Ui lắm. Nó có mùi hôi nhỉ. Đúng không? Đúng này thì không thể đỡ được rồi nhỉ. Đúng này không thể đỡ được rồi. Mọi người nhìn này. Này thì đây thì 100% là có luôn. Ừ. Ui nhìn kìa. Đấy, nhìn này, thấy không? Đấy, đây, đây, đây. Nhảy. Đúng không? Nhảy. Trong này nó kinh quá. Ừ. Nghỉ lắm. Ui đường đi đấy này. Ừ, khả năng đường đi đấy đấy. Nhìn rõ luôn. Đường rắn nó vùng về đây không? Ừ. Cái này, à, con, nó này đấy rồi. Con này nó bò trong nhà luôn đây này. Đây mọi người lưu ý nhá, những cái đống này đừng bao giờ để cạnh nhà mọi người nhá. Khe này. Nó sẽ trèo nữa đây, nó vào đây này. Trèo giỏi lắm. Rất là nguy hiểm luôn. Cây cối nó còn trèo được cơ mà. Pha này cạnh nhà này nó rất dễ dính trượt luôn. Đây 100% nó vào rồi. 100% nó vào đây rồi, nó sống giờ nó sống trong cái đống cốt pha này giờ không tìm được đâu. Trời tối rồi. Tối rồi mọi người. Đây này, nay người ta sửa cái đống nước cái này. Trong nhà vệ sinh ra đây này. Ui cái này có hầm luôn đấy này. Có hầm luôn à? Có hầm. Ừ, cái hầm đấy nó sống hết ở khu vực này, khó tìm lắm. Cái này chắc anh em mình tìm đến ngày mai thôi. Ui ôi. Ôi. Hầm này thì bắt được gì? Các bạn ơi, này thì mình bố mình cũng chả bắt luôn đấy, hầm sâu tít bên trong rồi. Hầm sâu tít trọng. Đang chưa kịp tắm luôn ý. Ừ. Vừa đi bắt cá mọi người. Đây cái đầu đất này. Kinh nhỉ. Này cái gì. Ui, đây anh. Đâu đâu. Cái đầu này. Đâu. Ui nó chạy ra đây này. Ui vậy hả, nó chạy đây à. Lấy cái đầu này. Ừ nhỉ. Ôi giời ơi. Nó chạy đây mọi người này. Ui. Toạt toạt. Ủa là nó sống ở đây. Ôi giời ơi. Nó động, nó động, nó chạy đây rồi. Nhỉ. Đấy, trông xem nhá. Trời nó hơi tối nên là cam nó không quay, nó không được nét cho nắm mọi người trông cảnh. Chắc con còn đúng không? Con. Ui, nhìn chưa. Tối là con rắn là nó tỉnh hơn mình ấy, tinh hơn mình ấy. Vậy tối tinh hơn mình. Đây mọi người bắt rắn đó, mọi người đừng có lôi ra chỗ thoáng này, để cái đầu nó trong này thì nó không bao giờ tấn công. Ừ. Con rắn mà cứ lôi ra ngoài này là dính trượt này. Đấy. Đấy thấy không? Nó có cái chỗ rúc này thì nó không bao giờ cắn mình nha mọi người nhá. Mọi người xem kinh khủng chưa? To to phết. Ừ. Đang đi ăn, con này đang bắt đầu đi con ăn. Con chắc là đi ăn rồi. Bò đống đi ra đây. Đây là rồi. Nó bò trong đống đấy, nó ra nó đi ăn mọi người nhá. Mọi người nhìn không? Mọi người xem. Con rắn khá là đen luôn. Đen thui luôn. Thui luôn. Bắt rắn phải thật nhẹ nhàng mọi người nhé. Các bạn cứ làm cho khoảng nó bờ. Có vậy đây mọi người nhìn chưa? Mình chỉ cần hơi sờ vật lên đầu con cái nó cảm thấy nó không chạy nữa là nó tấn công. Tấn công ngay. Nó khác gì con chó đâu. Ừ. Chó nó vào đường cùng nó còn bờ, nói gì con rắn. Cứ bảo chó cùn rắn dậu. Nhưng mà những cái con này mình cứ nhẹ nhàng với nó thì là. Nó vào đường cùng rồi nó sơi mình ngay. Tính thở tình vò nó kinh chưa? Mình cứ đặt cái đầu con rắn xuống đất thì là nó không cắn mọi người nhá. Mình cứ nhấc lên là nó tấn công. Nâng lên là tấn công mình ngay. Thật nhàng thôi.
em xem còn con nào. Xem còn con nào đây nhá. Nó hay đi một cặp không vậy? Một khi đi một đôi đi ăn. Nhưng trong cái đống kia thì làm sao mà bắt nổi. Vào mà chắc lâu lắm rồi. Còn lỗ này anh này. Lỗ cái hầm nó ra kìa. Đó là cái hầm nó ra. Ôi! Này! Ui, đây còn con nữa này. Đây này, thấy chưa mọi người xem này. Kinh chưa? Mới gọn trong cái đống luôn này. Gọn đi. Kẹo đi, kẹo nó rõ. Người nhìn chưa, nó ẩn kinh chưa? Đấy, ẩn kinh chưa? Đấy. Ui, con này bóng đây. Như này. Bóng loáng rồi. Như này, ra ngoài. Tầm mặt ra ngoài sáng. Đấy, tối lắm, tầm đường bê tông này. Tối sáng, đây tối lắm. Cong người này nhá mọi người nhá. Để cho vị trí con rắn mà nó muốn tiếp xúc và cắn người mình thì khó. Đấy mọi người nhìn chưa? Hai phát rắn này đang cong cong người. Con này khỏe nhây. Quá trườn thế nào. Dài được luôn. Đường bê tông nó khó trườn. Này. Quăng. Thấy không? Nó trườn nó quăng kinh chưa? Nhưng cái đường bê tông nó nì, nó không trườn được gì. Đấy, đấy thấy chưa? Những con rắn mà nó ở chỗ thoáng thì nó rứ lắm mọi người, khó bắt cực. Này mọi người xem. Nhìn chưa? Bao giờ nó ngầm ngầm nó sơi mình ấy. Quá rứ luôn mọi người nhá. Đấy. Đấy, chưa? Đấy, thở khò khò. Hai con này chắc chắn là đang đói rồi. Này mình xem tối đến nhìn rứ chưa? Đấy, nó ngào chân. Đấy, mọi người nhá. Đấy, cho nên mọi người lưu ý đừng có bao giờ để ở nhà mà có hốc ấy, chất những cái đống đồ như này. Chứ cần gì nữa. Đấy, 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 nó thấy, luôn đấy. Thấy là nè đấy. Khôn lắm, nó thấy là nè ngay. Cái đống rắn này không phải đơn giản đâu người. Nhìn thì như vậy thôi nhưng mà nó cắn mình lúc nào không biết đâu. Ừ. Tại vì tốc độ của nó nhanh lắm. Cầm cái nó cắn ngay. Đấy. Kinh. Đúng gọn nó giăng ra đi. Bắt rắn luôn nha mọi người, cầm rắn là cái thế người này, cái cong này, dạng hai chân này này. Dạng hai chân này, mà cong cong người ra, núp không, bọc cái còn né được. Không là nó quăng 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 chân mình là nó cắn lúc nào không biết đâu. Quặm mắt vào chân là xong đời luôn. Đấy mọi người nha. Cái này con rắn là phải để cho nó tiếp xúc với đất thì nó không thấy được người. Đấy, đi qua. Người thấy người đi qua cái nó chồm lên này. Chồm luôn đau lên rồi. Tại cái con rắn là thế thủ mà. Nó cũng sợ mình đấy. Sợ chứ, nó đấy, chỉ là thủ thân thôi. Đấy, nó nhìn cái đồng đội trong đấy đang muốn chui vào kìa. Nó chui vào túi luôn. Ở đây lắm lỗ lắm. Cứ đi bắt vào nhé mọi người nhé. Bắt vào đi. Bắt vào kiểm tra nốt xem nào. Ui. Đấy mọi người nhìn chưa. Thì gà kinh nhìn kêu kìa. Gầm rú. Tiết rắn ở ngoài Bắc mùa này nó đang hiền dần mọi người ấy. Tại vì nó thời tiết nó mát này. Con rắn ở miền Nam nó rất là dữ luôn. Tại vì nó trong đấy thời tiết nó nóng. Ừ, thấy không? Nó trồm kinh chưa. Nó chỉ nằm nhe nó bẩm thôi. Ở trong miền Nam nó có cái con hổ gì ấy nhỉ? Con... Mà con đấy nó phun phun độc liên tục ấy nhỉ? Cái gì mình quên rồi nhỉ? Hổ mèo. Hổ mèo, đúng rồi. Hổ mèo nó phun độc kinh lắm. Tại vì cái thời tiết trong đấy nó nóng. Thôi bà nó xem có cái bạt kia còn con nào nữa không đi. Nhưng tối rồi. Thời tiết miền Bắc nó mát. Mùa này bắt đầu mát rồi. Ta làm hết đấy. Anh tránh ra không nhỡ nó bay rồi. Có gì nữa không? Hết rồi mọi người. Ừ. Đằng sau em nó có cái nút bạc YouTube kìa. Dạ. Đằng sau em nhìn cái kia nhiều nút bạc YouTube. Nhảy. Giống kìa. Này nhảy. Cái này giống nút bạc kìa. Ừ. Ước mơ của mình nhá mọi người ơi. Thì mọi người xem nhớ đăng ký ủng hộ mình để mình dành được cái này nhá mọi người nhá. Mọi người xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.